Con gì? Con ngựa. Hư rồi hả? Ngựa hư rồi hả? Gấu của sâu á hả? Cái gì á? Con gì á? Con gì đó? Con tôm. Con tôm. Câu gì á? Số câu gì á? Rồi. Đấy. Ba bị bệnh gì? Ghé. Hả? Ghé. Rồi lấy thuốc cho ba uống đi. Dạ. Đi lấy thuốc cho ba uống. Lấy thuốc ở đâu vậy? Thuốc trong này nè. Thuốc trong này. Coi coi trong này có thuốc không? Thuốc đâu? Ơi, thuốc ở đâu? Lấy thuốc ba uống đi. Rồi, cảm ơn Xuân nha. Chú cá hả? Cá đâu? Thôi để cá ngủ đi. Để cá ngủ đi. Ngựa hả? Ngựa hư rồi hả? Không chạy được nữa hả? Xô sữa đi. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Chết. Lượm vô lại đi. Lượm cá vô lại. Lượm cá bỏ vô thau á. Bỏ vô không thau á. Thau của con đâu? Thau màu xanh kìa. Sau lưng con á. Đó, sau lưng kìa, đó cái thau đó. Đó.